con mình đi chậm bé nhá. Thế mẹ chặt mình ở đây nhé. À chưa. Ừ.
Không cắt đâu á. Mẹ chăn cái mẹ cho mẹ ăn nhá. Ăn có ngon không? Phải đi chặt mía tiết nhé. Không ạ, được rồi mới về đấy. Thank you.
Đến đây. Ôi, 8 giờ. Hả? 8 giờ mình đến kia. Ra đây tôi. Chơi giờ lại. Hoàn toàn lên dốc. Hả? Chơi đi. Sáng nay đi sớm lắm mà. Hả? Sáng nay đến nhanh lắm mà. Hả? Đi sớm rồi. Lúc ra chứ tụt tụt nữa. Hả? Hả?
chấm với nấu hai đứa này. Mẹ em nấu cơm cho ăn á. Thôi thì mẹ đi nấu cơm cho ăn.
Mẹ có đi nấu cơm không? Nghỉ nhé. Mẹ đi chơi ở đây nhá. Mẹ đi lấy nước nhá. Mẹ đi lấy nước rồi, đi lấy nước đi. Anh mua nhiều đồ thế. Anh mệt lắm à. Ghế, xe của anh bé. Anh bé nó thích cái xe không? Nó xe anh bé nhá. Em gọi anh. Được cái điện đi đây. Để ra đây này, chú bóc cho nhé. Anh bé đây chú bóc thay cho bé nhá. Ừ. Đấy em một cái bàn cho. Ừ, để chú ngồi ghế đây chú bóc sẽ chơi cho em bé nhá. Ừ. Em bé thích không? Em bé thích. Em bé thích á? Ừ. Anh mua xe này trả đắt tiền lắm à? Không để thôi. Ít tiền thôi. Mua tập là ít chơi. Đấy. Đẹp thế. Ai. Wow, đẹp quá. Bé thích không? Đấy. Ngồi đi. Ấy à. Để lái xe đi. Không biết thích lái xe không? Thích rồi. Ừ, lái xe này nhá. Ừ. 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 Chị ngon chứ, tôi cũng quên. Ừ. Cái gương này có xoay được không nhỉ? Xoay được mà. Đấy. Bé thích không? Một cái nhá. Ờ, một cái bên này này nhá. Ừ. Ừ. Cái xe này rất muộn đắt tiền đấy nhỉ anh nhỉ? Cái xe này mua rẻ cho mình. 200.000. Đấy, làm bên này này nhá. Wow. Để em bé lại đi chơi nhá. Ừ. Mẹ cho đi chơi đấy. Em bé thích không? Đẹp không? Sợ áp bé à. Đấy, kính gương của em bé. Đâu biết là anh ở đây nhá, em đi lấy nước vào luôn đó. Để cho mẹ đi qua đi. Đấy. Lái xe này xong là chú đưa đi học nhá. Ừ. Thì lái cái xe đi học nhá. Nhá. Nhá em bé nhá. Ừ. Từ từ ngã. Rồi. Làm thế này đi nhá. Cái này. Ờ.
đi ở kia này ấy. Kìa cái chiếc bích. Lấy từ thẳng đường như này ra. Lấy nước làm gì đấy? Đúng nước này. Đấy, lái như này á. Như này nó rơi rồi. Ừ. Từ nhà nhá. Đi đi ở đây á. Nha. Lái đây mày đi ở đây luôn nha. Ôi, ôi. Đi ở đây, đi ở đây, đi. Đi ở đây mày không ngại. Rồi. Đi ngay rồi. Đi ngay không ngại á. Ôi, ôi. Đi trên này, đi trên này ơi. Đấy, đi trên này. Đi trên này. Chị lấy hoa hồng rồi. Chơi đây nhé, chú đi làm việc nhé. Đây, lấy đi đâu con gà đi. Lấy đi đâu con gà đi. Em đun nước làm gì đây? Em đun nước một tí làm phở cho ta thích ăn thôi. Thế anh, à, em cho anh một con dao để anh cắt cái giấy này, nhìn xem cái bàn này. Mình lấy con dao ra. Anh dùng dao. Cái bàn này em mua bao nhiêu tiền ấy? Cái bàn này anh mua 100.000 thôi. Thế em gửi tiền anh nhá. Cất đây. Đây. Tiền, gửi tiền. Cái này mua cho em dùng thôi. Dạ. Em bé gửi cái mới này không? Cái này cũng được. Đấy em thử ngồi một cái xem. Có chắc không? Quá đẹp quá. Đây, cái này nè. Cái này thấp quá, người cái cho dao này. Đấy. À. Cái này mới chắc. Ừ. Đi ba đi. Hả? Ba cô cả. Cái này cho mày lấy đi rửa nhá. Ừ. Em lấy bắt đầu này. Cắt đi. Mày ăn cơm chưa? Mày ăn chưa ăn? Mày ăn. Có lẽ anh tính anh xào xào mì thôi. Để cho con ra. Nè em bé, đây. Anh bé không ngồi đâu. Em bé không ngồi đâu á? Đây đi đi chú đi làm mì em bé ăn nhá. Đi chú xào mì cho em bé ăn nhá. Đi đây. Đây có ăn mì không? Hả? Ăn gì đấy? Thấy chú làm nó nóng quá. Làm mì cho em bé ăn đi. Chú đi làm mì cho em bé ăn đi. Nha. Làm mì ở đây cực cứng lắm. Cũng đau á? Ừ. Đôi. Đấy, chú làm mì ở đây. Giờ chú xào mì cho mẹ ăn nhá. Đấy, con nào ở đây này. Ủa, con hào nổ.
Ừ. Đấy. Đây nhá, em bị trong ở đây chú nhá. Em bị có ăn xích không? Hả? Bây giờ thì chúng ta mới ăn nhá. Đi làm xích cho mẹ ăn nhá. Mẹ nhá. Thái xuống xích nhá. Chú ăn bé. Xích cho em bé ăn. Ê, bé ăn xích không? Hả? Xích cho bé đi. Cái này có cay đâu. Mẹ ăn ngon ngon thôi nhỉ. Con nằm nhé.
ăn chứ không. Ao xa mì cùng ở đây luôn nhá. Xích nhiều không? Ăn mì nhá. Ừ, ăn mì nữa nhá. Ừ. Mì không cay đâu. Mì không cay đâu, mì không ngon thôi. Ngon thôi. Ừ, lấy xích nhiều cho coi nhé. Đây. Ừ. Anh nấu thì là thơm thế. Anh xào để đây nhá. Của ai bé nhiều. Xích của ai bé nhiều đấy. Mình ăn lấy cái ghế đi. Chị ăn ở ghế nhá. Đấy đi. Tại đi chơi đi. Đấy, ngon không? Ăn thử xem ngon không? Ngon quá nhỉ? Ngon lắm. Em ăn đi. Vâng. Ăn mì xào. Ngon quá nhỉ, em bé nhỉ? Em bé ăn nhiều rồi nhá. Ăn đi, ăn mạnh rồi nhé. Ăn dưa này nhiều mát. Ngon quá nhỉ. Dưa này bây giờ hết mùa. Ừ, hết mùa. Để ăn mạnh mạnh nhé. Em ăn đi, ăn dưa đi. Ăn mì xào nhỉ? Lần đầu tiên lắm anh. Ngon lắm, anh làm ngon lắm. Ăn nhiều mới lớn nhá. Để chị lấy chút xích của em bé cho mẹ ăn nhá. Đấy. Em bé dậy ở trên nhé. Ừ, để đây. Mì này ăn với dưa ngon đấy nhỉ? Ừ. Một tô dưa có nước rồi ăn thôi. Ơi cổ tôi ạ.
lên thiên này. Đấy, cầm thìa tôi đốt nhé. Đấy. Đấy, ăn đi. Ngon quá nhỉ. Ngon không? Ngon quá. Cái bữa ngủ rồi đấy. Ngon quá em bé nhỉ. Ăn thì nữa chú cho quả hồng này cho ăn nhé. Cho bé ăn quả hồng. Cho bé ăn quả hồng nhé. Em ăn đi. Ăn chưa mẹ? Đấy, em bé ăn dưa nhé. Đây cầm tốt tốt đi. Đấy. Em bé ăn. Em bé ăn đi. Mẹ ăn ngon quá nhá. Nhiều nhé. Anh cũng ăn vào đi. Em ăn đi. Em ăn quả ổi đi. Đấy, em bé ăn quả hồng đi. Ngon không nhỉ? Đây đây. Lấy cho mẹ một cái nhé. Để em ăn. Em xin nhé. Đây đây, đây từ lâu. Ngon quá nhỉ. Ngon lắm. Bé ăn no chưa? Hả? Bé biết ăn no chưa? Ăn no rồi hả? Ăn cái nữa. Đây đây, đây chỉ cho đây. Đây, cho qua đây. Còn một cái đây. Ăn cho ăn đi. Ăn. Cho ăn. Nhưng để ăn ngon quá đi. Lâu rồi ăn quả. Đây em ăn miếng này đi. Đây. Đây cầm. Ăn miếng này đây. Anh xin nhé. Đây em ăn nè. Ngay chỉ nè. Chỉ nè chú đi về nhá. Em để ở với mẹ nhá. Mẹ về ngoan ngoan nhá. Con được chơi đấy. Mẹ con con đấy. Mẹ con con này đấy. Quả nhắn đấy, em không quả nhắn đấy. Anh ăn đi. Một quả nhắn. Lê Viết ăn quả nhắn được không? Hả? Bóc cho nhé. Em bóc cho nhé. Thế ăn quả nhắn đi. Ngon quá nhỉ. Ngon không? Có cái hạt to nhỏ cái hạt ra nhé. Còn nước ăn ngon nhỉ. Em ăn đi. Anh cũng ăn đi. Ăn quả nhỉ. Ho ho rồi đấy. Mai mẹ đi mua thuốc cho nhá. Thì chú lên chú mua thuốc cho không được. Mai mẹ con em cũng đi chợ mà. Nhắn mua. Ngon đấy. Đồ mua. Ăn tốt tốt nhé. Mẹ định bóc cho mẹ ăn của chú. Anh ăn đi. Xin nhé. Ngon không? Ngon quá nhỉ. Ăn nhiều rồi anh. Để đi cho anh nữa. Ăn đi. Em ăn đi. Chị ăn quả ổi này đi nhá. Nhờ chú bóc quả ổi cho em mẹ ăn đi nhá. Ăn đây nè. Ăn đây nè, ăn quả hồng này á. Đây, chú bóc quả hồng này cho em mẹ ăn. Ngon quá nhỉ. Ngon không? Em ăn quả đi. Đây là một cái nữa. Đây lấy quả cho đùng này nhá. Đây. Đây 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 chú lấy một quả đây nhá. Một cái cho đùng nhá. Rồi. Bóc quả này cho em bé ăn nhé. Không có ăn thế. Em bé không có ăn thế. Ngon nhá. À, cho ăn. Để cầm nhé, cầm tay nhé. Ăn cho mòn lại thôi. Ăn quả hồng này được không? Vâng. Ăn quả hồng này nhé. Vâng. Chú lấy quả hồng cho em để ăn nhé.
Quả này ăn một cân bao nhiêu đấy? Quả ngắn á, quả ngắn mua cân 30-40 nghìn thôi. Đắt nhỉ, đầu mùa đắt lắm. Đây, bao nhiêu quả to đúng hơn hả? Hả mơ nè. Ui. Ngon không? Ngon quả gì? Chị bác quả này nhé. Ừ. Thế con chim bay bay về đấy. Sao vậy? Nhìn chị bác quả này nhé. Chị bác quả này chỉ là làm cái thứ này để ăn đấy. Ngon không? Ăn này nè. Ngon quá nhỉ. Gì đấy? Em muốn chuyển sang đi ra. Chuyển sang á? Anh không lấy đâu. Em mua đồ cho con. Em lấy nhiều đồ như thế cho bạn em thì cần ít cái chuyện. Cho em về ăn thôi. Em cất tiền đi, em cất tiền đi, cất tiền đi ngồi ngồi ăn quả. Không có đi, anh thấy em với con không có bàn ghế ngồi ăn cơm, mua cho em không lấy tiền đâu. Cho em về cái xe chơi đây nhá, chú không lấy tiền đâu nhá, ngoan ngoan nhá. Xong là sau này chú đưa đi học nhá, biết chưa? Có gì cất tiền đi nhá. Cái quả đi. Em về không ăn à? Đi đâu ấy? Đi ăn no hả? Dạ, em ăn đi. Hả? Đi ăn à? Chị chi nhá. Chú mừng à? Chú mừng nữa rồi. Thế mày ngồi đây đi. Để nước ở đây nhé. Em bé ăn đâu chưa? Ăn rồi. Không ăn rồi á? Thế mẹ dọn em lấy đi. Anh ơi. Dọn em lên nhà nhé. Uống nước á? Em cất cho quả này đi nhé. Con này em có để lái xe đi. Hả? Đạp đi nhanh xem có đi được không? Bây giờ chú xem cho nào. Lại áp cho nào. Lại áp cho nó. Đạp vào đây là. Để đạp vào đây là. Đấy, đấy. Này là. Cái gì? Cái gì nữa không? Đấy, ngồi ghế cho tốt nhá, uống nước nhá. Đấy, đấy. Chắc anh về đây. Anh về con này lại nhá. Anh về rồi nhá. Biết chưa? Ở mẹ ngon ngoan nhá. Chú đi về nhá. Chú hôn chú lại lên thăm em bé nhá. Uống no chưa? Uống no chưa? Anh về nhá. Em bé ở lại lái xe nhá. Mấy hôm nữa chú lên em bé lái xe ăn nhá, biết chưa? Bye bye chú chưa? Bye bye. Ở lại nhé. Ở anh về đây. Bye nhá. Ngủ ngon nhá. Về đây. Vâng, anh về nhá. Bye-bye.
con cùng mẹ đi chăm lợn nha. Hey.